Hello mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu của Sunny nha. Trời ơi, để Nhi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Đó chính là vào tháng trước khi mà Nhi đăng ký cái tên màu tím á, thì mọi người chưa quen đúng không? Nhưng mà sau khi Nhi chơi gần một tháng á, hơn một tháng rồi chứ, thì mọi người đã quen dần với tên tím rồi. Thế nên là khi hôm qua tên của mình nó hết màu tím á, thì mọi người hỏi là ủa chị Nhi, tên màu tím của chị mất tiêu đâu rồi? Thì mình mới giải thích là nó hết 30 ngày, nó hết cái gói đó rồi, thế nên là nó mất đi. Thì mình cũng không có ý định là sẽ nạp tiếp đâu mọi người, vì mình có ý định là mình sẽ mua mấy cái bộ áo quần cơ, chứ mình không có ý định nạp, không có ý định nạp cái gói plus. Nhưng mà trời ơi, một cái sự ngu ngốc nhẹ là tôi quên hủy cái liên kết của cái tài khoản Momo với là cái tài khoản game ấy. Thành ra là khi mà nó hết hạn á thì nó tự động gia hạn mọi người. Và mọi người đoán xem. Và xong. Trời ơi, thề là sáng ra tôi ngơ ngàng, ngơ ngác bực ngửa luôn á mọi người. Ai có muốn mua cái gói tháng mới đâu trời. Mình chỉ muốn trải nghiệm thử vậy thôi, chứ ai có ý định mua tiếp đâu trời ơi. Thì thôi, cái điều này đâu ai muốn đâu đúng không mọi người. Thôi thì ráng sung sướng thêm tháng nữa chứ biết làm sao giờ đúng không. Thì ok, hôm nay Nhi mang tới cho mọi người một cái chủ đề mà mọi người có vẻ là rất rất là hóng trên kênh của mình. Đó chính là thiết kế nội thất. Và Nhi sẽ đề co cái nội thất hoa oải hương ngay trên cái nhà 700 kim cương của mình luôn. Oh yeah. Đó chính là căn phòng đầu tiên mà Nhi đề co trong cái nhà 700 kim cương. Cũng là cái nội thất mà Nhi thích nhất luôn. Nội thất màu tím hoa oải hương ha. Mong là mọi người sẽ thấy thích thú và thấy thiết kế của mình hợp với mọi người để mọi người tham khảo ha. Ok, nhưng mà trước khi bước vào chủ đề chính hướng dẫn cho mọi người và cho mọi người xem căn phòng màu tím của mình, thì mình sẽ làm một vài công việc hàng ngày trước ha. Và trước khi mà làm những công việc hàng ngày thì để tôi mở cái gói sản phẩm đó nha mọi người, để mà có tên tím là khỏi coi quảng cáo luôn đó. Một cái gói rất là buồn nha mọi người, buồn nhẹ nha. Đó, nên màu tím rồi. Vậy thì tôi sẽ mở luôn hai cái hộp này nha mọi người. Ok, đầu tiên là mở hộp đá quý ha. Ra cái gì đây? 77 viên kim cương nè. 77 nè. Ta đi ra. Trời ơi, 10. 10 thôi, 10 cũng tạm được đi mọi người ha. Miễn là nó đừng có thấp quá là được rồi. Ok, còn hộp bóc thông kỳ lên cầu vòng thì sao? Trời, thề là tôi nhìn cái hộp bóc thông kỳ lên cầu vòng này tôi bị ngán rồi mọi người. Nó ra cái bàn bếp mọi người ơi, cái bàn bếp thứ ba thứ tư rồi. Ok, để coi cái nét phụ nhân phẩm như thế nào hen. Ra 77 viên kim cương nha. Trời ơi, tôi mong một lần cái nét nào nó ra 77 viên kim cương hộ tôi cái. Trời, 13. Nó khá khẩm nhất trong 3 nét rồi đó. Nhưng mà chỉ có 13 thôi nha mọi người. Rồi đừng cho thêm cái bàn nữa nha. Cho cái bàn lại xíu. Đáng là mình không nên nói gì thêm. Mình nói là nó biết mình muốn cái bàn là nó cho ra cái bàn liền. Ok, còn cái nhân phẩm của nick mới nữa thì sao? Mọi người cùng xem nha. Cái gì vậy mọi người? Sao mà cái hộp thường người ta thì ra kỳ lân mà tôi ra toàn cái món gì vậy? Ok, là một vài công việc hàng ngày nha mọi người. Đây, đầu tiên là tôi sẽ mở cái hộp vịt. Nhi sẽ mong ra kim cương nha mọi người. Mới nãy mở ra được 10 kim cương tèo quá à. Để xem ra bao nhiêu viên. Một viên. Tuyệt vời quá. Tự nhiên thấy nhiều ghê vậy mọi người. Tiền sao, wow, tuyệt vời. Game mới mình nay kiểu cho một viên, hai viên đồ cho vui thôi mọi người, chứ không có ý định là cho kim cương nhiều đâu. Ừ. Và thêm nữa, hộp vũ trụ. Bây giờ đã có tinh tím rồi thì Nhi lại mở cái hộp vũ trụ này cho mọi người xem ha. Trời ơi, bây giờ nhìn cái tím mình lại kiểu nó buồn á mọi người à. Mình không nghĩ là nó sẽ gia hạn đâu à. Đúng là tụi trẻ không hiểu sự đời. Mấy bạn ai mà bị giống như tôi hoặc là mua gói tím mà sắp hết hạn thì để ý nha. Không có ý định mua tháng sau nữa thì hủy ha mọi người. Đừng có như tôi nha. Cái này mà tự nhiên có tinh tím mà buồn ngang ấy. Thôi thì ráng thêm tháng nữa nha mọi người. Không, nó vậy chứ cái tinh tím nó cũng sướng lắm mọi người à. Kiểu không cần coi quảng cáo nó cũng vui mà đúng không. Nhưng mà cái việc mở hộp vịt vũ trụ 5 hộp không ra món nào là không hề vui nha. Ê mọi người,
Mọi người biết cái bộ đồ này không? Cái bộ đồ này với cái bộ đồ áo cô dâu ấy là từ cái thời mình nó rất là nổi luôn. Nhưng mà hồi đó bỏ trăm sáu mấy lận ra mua cái đầm cô dâu xong á, đâu có tiền đâu nữa, đâu có kim cương đâu nữa mà mua cái bộ này. Thành ra là không có mua. Nhưng mà bây giờ nó sale còn có 101 thôi. Vậy thì hôm nay mua cái này nha. Có nên không ta? 100 kim cương nữa đó nha. Nhưng mà mê cái bộ đồ này quá rồi thì phải làm sao? Mua ha. Thường mình không có mua đâu à. Là do sale nha chứ không phải do mình. Ok à. Bộ đồ đẹp, siêu đẹp luôn ấy. Váy Joker kiểu gothic, rất khó để thoát ra khỏi sự quyến rũ đen tối. Nhìn rất là quyến rũ đó nha. Tôi nói rồi mọi người, thà là mình không có cái tinh tím thì mình không coi quảng cáo thì mình sẽ không tiêu tiền mua mấy cái đồ này. Chứ mình mà có xem quảng cáo rồi là sẽ chắc chắn là sẽ tốn tiền mua mấy cái đồ này cho mà xem. Ok, chúng ta cùng đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay hen. Cùng đi lên trên tầng và xây cái nhà đó với mình ha. Thì thực ra mọi người, mình rất là lúc đầu mình cũng khó khăn đó, mình không biết là mình nên xây ở cái căn phòng nào. Cái tòa nhà 700 kim cương này cũng khá là rộng và kiểu nó cũng khá là nhiều phòng ấy. Vì diện tích quá rộng nên là việc đề coi nhà 700 kim cương đối với mọi người rất khó, mà đối với mình cũng vậy. Vì nên mình đã muốn chọn một cái căn phòng nào đó mà nó nhỏ vừa thôi. Ban đầu thì mình định xây cái phòng này nè mọi người, nhưng mà cái phòng này nó không có cửa sổ ấy, thành ra nó sẽ làm cho cái căn phòng của mình nó hơi bị bí. Vậy nên là mình đã chọn cái căn phòng này. Đây, ok, bây giờ mình sẽ cho mọi người tham quan nha. Như thường lệ thì trước khi tham quan mình phải chỉ mọi người cách xây đã. Nhưng mà mọi người xem nè, mình vừa thu hồi tất cả những cái món mà mình xây xong á. Thì mọi người không biết nha, chứ thường mà mình thiết kế nội thất cho mọi người á là mình sẽ xây trước, xây chăm chút từng cái chi tiết cho nó chính xác, cho nó vừa ý rồi thì sau đó mình mới thu hồi tất cả và mình xây lại từ đầu. Nên nói chung là nó rất là phức tạp với tốn nhiều thời gian nha mọi người. Thành ra mình rất là nể những người làm content về thiết kế nội thất nè, xây nhà lắm luôn á. Tại vì người ta bỏ công sức, thời gian và ý tưởng vào đó rất là nhiều. Phần đầu là phần xây cái thành của căn phòng, thế nên là mình quay chậm nhất có thể để mọi người quan sát ha. Tuy là nó đơn giản thôi nhưng mọi người hãy xem mình canh góc ha mọi người. Căn phòng này là căn phòng của nhà 700 kim cương ha. Mình đang dùng hai cái phần vách ngăn của nội thất oải hương cũng như là phần khối gỗ oải hương nha mọi người. Nhìn thì đơn giản vậy thôi chứ mình mất rất là nhiều thời gian lúc mà căn chỉnh cái vách ngăn phía trên nha mọi người. Vì nếu như mà mình xích vào quá trong tường á thì ở bên ngoài sẽ lộ ra như thế này nè. Thành ra mình phải chỉnh rất là nhiều lần ấy. Ok, tạm đặt xong cái sườn rồi, bây giờ mình sẽ xây lên nha. Mình sẽ xây ở tầng 2 trước. Thì như mọi người thấy đó, vì mình dùng vách ngăn chứ không phải là dùng thảm, thế nên nếu mọi người muốn đặt nội thất ở trên cái tầng 2 á, mọi người phải sử dụng thảm trải ra này, hoặc là mọi người có thể dùng bể cá như mình ha, để có thể lắp được cánh cửa như thế này. Sau khi xong phần cánh cửa thì mọi người biết mình lắp gì không? Đó chính là cái lan can á. Tuy tầng 2 của mình rất là thấp và té xuống thì cũng không sao hết, nhưng mà vẫn phải lắp lan can nha. Mình đang dùng cái khối gỗ oải hương để làm lan can luôn nè. Nhìn rất là cùng màu mà nó cũng rất là tự nhiên nữa. Và để cái bố cục của tầng 2 nó rõ ràng hơn thì mình sẽ lắp thêm cửa sổ nha. Nhưng mà không phải cái cửa sổ tím như thế này, mà là cái cửa sổ oải hương ha. Mọi người dùng cái cửa sổ gì cũng được để làm cái phần đế. Sau đó mọi người đặt hai cái cửa sổ oải hương lên, rồi cất cái phần cửa sổ cũ đi ha. Ok, mình đã xây xong cái phần nền, cái phần sườn rồi ha. Bây giờ mình sẽ làm những cái chi tiết ha. Bên này thì mình sẽ gắn một cái kệ, mà cái kệ sách kiểu nó dính lên trên tường luôn á, chứ nó không có đặt ở trên nền nữa. Mình sẽ làm cái kệ này có 3 cái ngăn nha mọi người. Nhưng mà lưu ý một cái chỗ á, là nó không phải là món gì mọi người cũng đặt lên được. Vì nếu như mọi người đặt món quá cao á thì cái kệ trên nó sẽ không đặt được trên cái kệ dưới. Mọi người hiểu ý mình không? Tự nhiên nói xong cái thấy khó hiểu ngang á. Đó, nói chung là mọi người có thể đặt những cái vật dụng như mình ha, hoặc mọi người có thể đặt những cái gì mọi người thích cũng được, tùy ha. Để mà làm giảm cái cảm giác bị bí thì mình sẽ lắp một cái cửa sổ giả ở sau lưng ha. Nhưng mà cái cửa sổ này nó không mở ra được, nó chỉ tác dụng làm cho mình nó cảm giác là thông thoáng hơn thôi. Cái công dụng của tầng 2 này là mọi người có thể ngồi đây chơi để đọc sách nè, vẽ tranh nè. Thế nên là mình sẽ đặt một vài cái vật dụng để mọi người có thể dễ hình dung hơn nha. Khoan, mọi người đừng có hiểu lầm, đừng có thấy tôi lôi mấy cái tấm thảm màu mè ra mà tưởng tôi đặt nha. Tôi chỉ đang tận dụng nó để mà đặt mấy cái gối này lên thôi nè. Oh wow, đặt xong mấy cái gối thấy tầng 2 nó xinh lạ thường luôn á. Ok, cái góc bên này nó còn hơi trống đúng không? Bây giờ mình sẽ đặt một cái cửa sổ. À không, không phải cái cửa sổ, mà mình sẽ giả làm một cái tác phẩm nghệ thuật kiểu bức tranh đó mọi người. Đấy, ghê chưa, rất là sáng tạo nha. Ok, qua bên ngoài này mình đặt thêm một cái đèn nữa cho nhìn căn phòng nó hợp màu hơn ha.
Và tất nhiên dù là tầng lẫn thôi, cái căn phòng này nó không phải là hẳn hai tầng là tầng lẫn, nhưng mà vẫn phải có cầu thang nha mọi người, chứ không lẽ là mỗi lần muốn lên tầng trên có là như leo núi, leo trèo như con khỉ vậy hả? Không, mình phải lắp thêm cầu thang chứ đúng không? Hôm trước được mấy bạn tặng cái chậu cây vuông đen này mà hôm nay được vận dụng vào công việc decor nhà rồi nè. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Mọi người có đoán được là trong góc này mình sẽ xây cái gì không? Đúng rồi đó, mình sẽ xây một cái khu vực ngủ nhà, không phải là một căn phòng, là một khu vực thôi, vì mình sẽ không có lắp cửa, nhưng mà nó vừa đủ nhỏ gọn để mình có thể nằm vào. Và mình rất là thích những cái căn phòng có tầng thấp á mọi người, nó tạo cho mình cái cảm giác nó gần ngủ, nó an toàn á. Đợi xíu để tôi lắp thêm cái đèn ngủ kem đã, mà tôi không nói là tôi lấy cái đèn ngủ này ở bên cái căn phòng của chị Kem đâu nha. Có giường mà không có táp đầu giường đâu có được. Đấy, mình phải lôi cái em khay voi con này ra làm giả là cái táp đầu giường nè, xong đặt vài cái nến vô cho nó kiểu lãng mạn rồi đó. Khu vực ngoài này thì ban đầu mình cũng không biết là nên làm cái gì, nhưng mà sau mình thấy có cái bằng tím mà bên cái bộ nội thất kỳ lân á, nó rất là trùng màu với cái bộ nội thất ỏi hương luôn. Thế nên là mình quyết định mình sẽ xây cái khu vực này là cái khu vực kiểu bàn trà nha, kiểu như là sẽ ngồi đấy uống trà tâm tình cùng bản thân đồ đó. Bản thân mình nha, khi mà xây những cái căn phòng ở trong cái nhà 54k á, thì những căn phòng ngủ mình thường sẽ không xây thêm cái phòng vệ sinh đâu mọi người, vì mình nghĩ là ở trong nhà có một cái phòng vệ sinh lớn là được rồi. Nhưng mà vì cái bộ nội thất ỏi hương này nó có cái bồn tắm rất cực kỳ xinh với là cái bồn rửa mặt ấy, thành ra là mình phải xây thêm cái phòng tắm nè, đâu có ai muốn đâu, chuyện xui rủi đó. Tuy là cái phòng tắm nó hơi hẹp một xíu, với cả là mình cũng sẽ không lắp thêm cửa, nhưng mà mọi người đừng có lo, cái vách ngăn này nó đủ dài để mọi người có thể có cái sự riêng tư trong phòng tắm nha. Đó, còn bên này thì mình sẽ đặt những cái khu vực như là bồn rửa, gương với là cái túi để bỏ quần bẩn đó. Và mọi người biết sao không, mình ban đầu á, mình xây cho mọi người là mình sẽ xây đặt cái gương tím nó ngay bên cạnh cái bồn rửa luôn. Không biết sao đến lúc xây thực hành lại á, thì nó lại kỳ kỳ sao á, nên là mình quyết định là mình sẽ bỏ cái gương nó qua bên chỗ này. Thành ra khi mọi người xây thì mọi người cứ ứng dụng theo cái không gian của mọi người hợp lý nhất để mà đặt những cái vật dụng nha. Còn cái phần sườn thì chỉ cần làm như mình là được rồi. Ok, sau khi chốt tiền tinh tinh trừ vào tài khoản thì chúng mình cùng ngắm lại cái thành quả chúng mình đã xây nha. Tạm biệt mọi người.